Câu chuyện truyền thanh. Câu chuyện truyền thanh. Kính thưa quý vị và các bạn, đi bộ là một hoạt động tự nhiên của con người, nhưng khi tham gia giao thông thì việc đi bộ phải đúng quy tắc giao thông. Không ít người đi bộ đã gặp tai nạn giao thông khi băng qua đường không đúng quy định. Như vậy khi đi bộ trên đường và băng qua đường như thế nào để an toàn? Để hiểu vấn đề này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Đi bộ an toàn của tác giả Thúy Hằng qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Hồ Trải, Giai Đại, Duy Hằng, gia Ly, vợ của Đại, Minh Hiển, gia Diệt, Kim Liên, gia Bà Tư, Kim Cương đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Ly vừa đi chợ về sách giỏ vô nhà, đã thấy chồng mình nằm xem điện thoại. Cô để giỏ đồ xuống lên tiếng hỏi, Ủa sao hôm nay anh đưa con đi học về sớm vậy Anh đâu có đưa Con tự đi đó chứ Gì anh nói giỡn hay nói thiệt vậy Anh nói thiệt đó Đưa đón cũng gần cả tháng rồi Hôm nay anh cho con tự đi Trời đất ơi con mới 6 tuổi thôi Làm sao mà đi một mình tới trường được hả anh Đó Cái kiểu bảo bọc như em á Thì biết chừng nào á con mới lớn được chứ Đi học lớp 1 rồi Chứ còn nhỏ nhất gì nữa đâu Cho con tự lập là đúng rồi Hết nói nổi rồi Sao anh lại nghĩ như vậy chứ Phải tập cho con thôi Nè làm gì vậy Alo Cô giáo ơi Em là mẹ của bé Dương nè cô Cô thấy bé Dương vô lớp chưa vậy cô Dạ 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 Vậy em cảm ơn cô nhiều Đó có gì đâu Làm như trái nhà tới nơi vậy đó Phải cho con gia chạm mới trưởng thành Anh còn lý sự nữa hả Anh biết con mới có 6 tuổi không vậy Sao anh để nó điên mình Nãy giờ càng nhằn hơn nhiều rồi đó nha Vậy mà chưa biết có thấm vào anh không nữa à Từ đây tới trường phải băng qua một con lộ lớn Xe cộ đông đúc Vậy mà anh dám để con đi một mình Bộ anh không muốn sống nữa hả Em làm như bé Dương là con của một mình em không bằng Anh muốn tốt cho con Nên để nó đi một mình Chứ đưa lại trường dễ ở Có khó khăn gì đâu Vậy sao anh không đưa Hay anh mê ở nhà coi điện thoại Nữa Nói hoài mà không chịu hiểu Anh nè Ngày xưa lội bộ hàng mấy cây số, vẫn đi một mình được. Nhảy mương, lội sông, lúc còn chút ép à. Sống khổ riết rồi cũng quen thôi. Con nít đợi vợ được cưng chiều quá nên dễ sinh hư lắm. Không biết làm gì hết trơn á. Anh sai sờ sờ ra đó mà vẫn chưa chịu nhận nữa hả? Anh thấy em thay đổi suy nghĩ của mình mới đúng đó. Anh làm gì sai đâu. Chuyện gì vậy? Hai vợ chồng đưa con đi học không chịu đưa. Ở nhà gây với nhau cho sướng miệng hả? Ủa? Cô Tư cô mới ghé Cô Tư, ngồi đi cô Cô mới đi đâu về vậy Thì cô đưa cháu nội cô đi học Rồi về chứ đi đâu Thằng Hùng đâu mà cô phải đưa vậy cô Tư Đi bộ coi như tập thể dục cho khỏe luôn Mà cũng nhờ có cô á Chứ không có thằng nhỏ nhà bay á Khỏi đi học luôn á Ủa, cô gặp bé Dương hả cô Tư Gặp, nó đứng sớ rớ ở chỗ đường lớn á Muốn qua đường á mà xe cổ đông đúc quá Cứ nhấp nhổm chờ hoài Mà xe ngoài lỗ lớn á thì cứ ào ào chạy qua Làm sao vắng mà đợi đó anh nghe chưa đúng là muốn hại chết thằng nhỏ mà vợ chồng bay nghĩ sao vậy thằng nhỏ có chút xíu à mà cho đi một mình ơn qua đường nó làm sao đi được chứ cô mà không dắt nó qua chắc giờ này còn đứng ở ngoài đó anh nghe chưa không phải cô tư ơi tại con muốn rèn cho nó tính tự lập nên mới để nó đi một mình đó chứ từ đây tới trường đi bộ chưa tới 5 phút có khó khăn gì đâu cô trời đất ơi muốn rèn thì thiếu gì cách để rèn Ai đờ lấy bắt thằng nhỏ đứng đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm mà nói rèn à, tính tự lập được hả? Thiệt không biết bay nghĩ gì sao à. Với bay á thì không khó, chứ bay dương á là trăm khó ngàn khó đó nghe. Tại mình nghĩ khó vậy thôi, chứ xe thấy người đi đường á tự khách họ tránh mình à. Anh nghĩ sao mà tránh? Đi bộ lạng quạng, bị tai nạn ráng chịu chứ. Anh nói xe chịu hả? Em nói vậy mới kỳ á, người chạy xe phải chịu trách nhiệm với người đi bộ. Bởi người đi bộ á thì có gì sai người chạy xe gây tai nạn mới sai chứ nếu có gì người đi xe chịu hết mày nói làm như rành luật dữ lắm vậy dạ con cũng rành mấy vụ đó lắm với cô tư vậy bây có biết trẻ em mà dưới 7 tuổi qua đường phải có người đi theo không ủa có vụ này nữa hả cô tư trời ơi vậy mà nói rành luật trẻ em mà đi như vậy á có chuyện gì là người lớn phải chịu trách nhiệm chứ không phải chủ xe đâu không hiểu mà nói bậy không hả à. đó cho hay lắm anh nói thấy bé qua đường thì người ta tự tránh chứ gì Hứ, <laughs> cũng hên á là hồi sáng gặp cô tư à không hả thì anh có đường chết luôn hâm dọa hoài sáng anh có hỏi nó rồi nhắm có đi một mình được không nó nói đi được nên anh để nó đi luôn đó chứ trời ơi cô tư nghe anh nói tức không cô tư anh làm như nhỏ cả chục tuổi không bằng á đại à bé nói vậy là cô không có chịu rồi đó ren gì ren nhưng an toàn phải trên hết Đi bộ mà sao không an toàn được cô? Tại mọi người cứ lo xa. Không có gì đâu. Đi bộ là an toàn số một rồi. Trời ơi, cô cũng bó tay với bay luôn. Thôi cô về. Để con nấu nướng tiếp vợ hùng nữa. Dạ, cô về khỏe. Cái ông này ngang như cua. Cái không có lại đâu cô hai ơi. Nhưng cũng phải nói để cho nó thấm. Giữ người hoài không có tốt đâu. Cái gì nhìn anh dữ vậy? Bộ không thấy trai đẹp đó giờ sao? Này nha, cấm từ đây sắp tới không được để con đi học một mình nữa. Em mà phát hiện ra hả thì anh đừng có trách em đó, nhớ chưa? Trời trời trời, phải vợ của tôi không vậy trời. Đại đang lái xe xuống dốc cầu, chờ có người từ bên trong lù lù đi ra. Đại thắng gấp, dừng lại nhanh nên đồ đạc trên xe ngã xuống xe đằng sau tránh không kịp cán qua mớ đồ đạc trời đất ơi tiêu hết rồi trời ơi vô đây giải quyết đi giải quyết cái vụ gì tôi không có liên quan gì à nghe anh làm gì lôi kéo tôi dữ vậy cái gì ông nói vậy mà nghe được hả muốn nằm chèm bẹp như đống trái cây kia không mà nói không liên quan hả ê ê, ê. Anh đừng có bạo lực à nghe, nhà tôi sát đây á à nghe. <laughs> vậy thì tốt quá rồi. Muốn vô nhà thì bồi thường, còn không á thì kêu người nhà ra đây. Anh làm gì dữ vậy? Tôi đâu có đụng gì anh đâu mà anh bắt tôi bồi thường. Còn cái nữa hả? Đông đồ đạc nằm ở dưới đất kia kìa. Bộ không có mắt hả? Cái đó là anh tự chạy tự té. Tôi có làm gì đâu mà đổ thừa chứ. Nãy giờ tôi không có đụng chạm gì tới anh luôn rồi à nghe. Ủa. Nếu không tránh ông á à thì tôi có tổn thất vậy không chứ? Còn mai á, là không có xe tải chạy tới rồi nha. Nếu không á, thì ông ở tù mọt gông luôn rồi. <laughs> anh nói chuyện mắc cười quá à. Làm như tôi không biết gì hết trơn á. Cái đó là do anh yếu tài lái, không làm chủ được mình. Như tôi đi bộ có ảnh hưởng gì tới anh đâu. Ngon ta, ngon dữ à. Đừng có thấy tôi vậy tưởng tôi quê mùa mà tính ăn hiếp tôi nghe. Anh chạy xe, tôi đi bộ. Thì ai đúng ai sai tôi không sợ anh đâu này nha bộ cái chỗ này là cái chỗ cho ông đi bộ hả dốc cầu á là chỗ người ta đổ xe xuống đường này là đường dành cho ông đi hả đường thì dùng để đi không lẽ để nằm có bản cấm đi bộ đâu mà ông nói thôi hiểu rồi không nói nhiều với ông nữa để tôi điện báo cảnh sát giao thông đến xử lý vụ này ờ anh điện đi Có người ta nói đi bộ sai hay chạy xe sai cho biết được rồi cứ ở đó đợi đi Chuyện nhỏ không muốn, muốn chuyện lớn hả? Đợi đó Alo Sao anh nói đến đớn em mà không thấy Em đang ở đằng trước cửa tiệm nè Gặp tay trời đánh này nè Để anh giải quyết một chút rồi anh lại liền Anh đang ở chỗ nào? Ngày dốc cầu mới đó Anh sắp tới rồi, đợi anh chút nha Anh xử lý tài này tới nơi tới trốn cơ đã Ý trời việc Đi đâu mà cô kiếm con quá trời vậy? Tính bay đi lạc rồi chứ Nãy giờ con định về nhà Mà gặp cái ông này nè cô Ông đâu cho đi đâu Ủa? Đại? Sao con ở đây? Cô Tư? Bộ cô Tư quen tay này hả? Cháu cô Nó ở dưới quê mới lên chơi Nó nói đi vòng vòng chơi Rồi không thấy về Nên cô đi tìm nãy giờ nè Hèn gì Ông đi qua đường mà băng ngang dốc cầu vậy đó cô Tư Báo hại con thắng gấp Ngã xe đồ đạc trên xe bị xe đằng sau chạy tới cắn banh chành hết vậy mà nãy giờ ổng cứ cãi á là ổng không sai gì hết ý trời sao vậy việt đi vậy là sai dữ rồi con ơi dốc cầu ở đâu phải là chỗ con qua đường đi qua đường bất cẩn vậy là chết rồi con đâu có biết đâu nãy con đi đường vòng thấy xa con leo qua giải phân cách rồi cái qua dốc cầu vậy đi cho gần tính tiết kiệm thời gian ai ngờ gặp ông này Chết thiệt chứ. Thôi, con thông cảm cho em nó không có biết luật nghe. Tổn thất bao nhiêu á để cô Tư đền cho. Dạ, thôi, chỗ quen biết có nhiều đâu cô Tư ơi. Nè, con cầm nhiêu đây dùng cô Tư đi, để cô khỏi ngại. Dạ, con nói không sao đâu mà, cô Tư cất đi. Thôi, vậy con đi trước nha cô. Ủa, chuyện gì vậy anh? Cô Tư. Bị tai nạn nhưng cũng may là không có gì. Vậy hả? Vậy anh có bị gì không? Không có gì. Thôi, mình về. Dạ. Vậy con về trước nha cô Tư. chuyện gì mà mặt anh còn hầm hầm vậy em thấy cái tay đứng với cô tư nãy không nãy á mà cô tư không xuất hiện á anh cho nó bài học rồi nhưng mã vụ gì vậy nó đi qua đường mà qua ngay dưới góc cầu anh thắng gấp nên té xe hư đồ đạc hết vậy mà nó nói không liên quan gì tới nó nó còn nói nó đi bộ á thì liên quan gì tới anh chạy xe anh đi xe á thì anh có lỗi nghe dễ nóng chưa ủa vậy hả quay xe lại đi anh Quay lại chửi nó hả? Thôi, nó cháu cô tư á, chửi đâu có được. Bỏ qua đi. Đâu phải, em mời chú ấy về nhà mình. Thằng chi, vợ chồng mình đang định đi đám mà. Em thấy chú ấy cùng chung chí hướng với anh, tư tưởng lớn gặp nhau. Nên mời chú ấy về nhà, đặng hai người kết tình bằng hữu. Em nói gì giống như trong mấy bộ phim vậy? Chú ấy giống như chàng anh chứ gì, lúc nào cũng nói đi bộ an toàn, Người đi bộ là không ai dám đụng tới Đi bộ giống như vua vậy mà Ủa bộ anh cũng giống vậy hả Đi trang luôn Bộ anh quên anh rồi sao Hôm trước á còn dám để con mình mới 6 tuổi đi qua đường mình ên nữa Nói là người lái xe phải có trách nhiệm tránh nó mà Em có nói lộn không Anh Anh có vậy hồi nào Vậy sao Hôm trước còn hùng hồn tuyên bố đi bộ là an toàn nhất đó. À, Chắc hôm đó ai nhập anh á Cũng may á, có người nhập à Rồi bữa nay thấy làm sao? Đúng là người đi bộ mà không ý thức á Sẽ gây hại người ta thiệt chứ Cái chèn rồi, rồi trái cây cũng đám đâu Quên nữa, nãy bị cán hư hết rồi Giờ phải quay lại chợ mua cái đã Hết biết Cũng may là trái cây không bao nhiêu tiền á Rủi đồ đạt có giá trị thì khỏi nói luôn Bỏ cái tật đi bộ lung tung Rồi cho mình cái quyền đi bộ á Thì người khác tự tránh bỏ mấy ngày nay cái suy nghĩ đó rồi ủa nãy giờ sao không thấy em hỏi anh có bị này nọ gì không bộ em không quan tâm tới sinh mạng của anh hả thấy mạnh mẽ như vậy thì biết là còn nguyên rồi hỏi chi nữa quý vị và các bạn thân mến quý vị vừa nghe câu chuyện truyền thanh đi bộ an toàn của tác giả thúy hằng đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long xin được khép lại Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai. Cũng và giờ, giờ này. Thân ái chào tạm biệt.